うわー、レイド撃ったか。あおぉ、銀座銀座。おぉ、あぁ、あぁ、trời, đang cứu cái ông bố, ông dâu bị ốm nằm trong nhà, bây giờ phải chạy ra khỏi đấy, không muốn nó phát hiện ra ông dâu. Lờ vì gì vậy? Đây 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 đây. Ouch. Ủa, sao đông thế? Không bắn được ngựa đâu, không bắn được ngựa đâu, mấy con gà. Đù, nó bắn được ngựa thật. À, bao bao bao. Đâu con ngựa. Trời ơi. Mày bắn được ngựa của chị nhá, không bắn được chị đâu. Chết tiệt. Đâu nó thấy rồi các bạn ạ. Ơ đồ sắc à, ừ nhỏ bé không được, mình tưởng mình là chung. Chết đi con vịt. Được rồi. Ai 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 ai. Mày này. Thò cái đầu vào đây. Mày này. Không, chị bé nhưng mà chị có võ. Chạy đâu sâu. Bá đạo trên từng hạt gạo. Ui có sao khăn rồi này. Sợ chưa mấy cháu. Nhưng mà có hai viên đạn thì thôi không chơi. Còn nước này tạo máu này. Kết 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 nha. Ok. Ellie đã được thừa hưởng kỹ năng của bố dâu. Giờ có thể cân mọi đối thủ. Đi tìm mấy đồ cái nào. Come on. Ngăn kéo. Ngăn kéo luôn là có cái gì đấy dùng được.
Eo mình chạy qua mặt nó như thật nhỉ. Thằng nào thích nhau. Nhìn này. Ai 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 căng 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 căng. Mày này hí 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 hí. Mình có thấy trên này à. Ây ây. Mày này. Bảo gì cơ? Bảo gì chị cơ? Bảo gì chị cơ? Thích dám chém gió với chị à? Chịu con shotgun này hello mà đập cơ. Nature track. Không lên được đây à? Đồ gì loanh quanh đâu, bình thường những cái khu kiểu này hay có đồ. Cứ đi tìm loanh quanh đi, mấy con vịt. Chúng mày sống sót ngoài này không lâu bằng tát đâu. Ha ha. Alien sub bubble. Tội bắn ngựa của chị, chết hết. Mày là tìm hết chưa nhỉ? Thôi, chắc là đi lên trên này thôi. Ô, mình quay lại cái đường cũ à? Còn gì nữa đâu nhỉ? Cắt tiết hết rồi mà. You. Thế như kiểu rất hy vọng trong những cái ngăn kéo đấy nó có cái gì, nhưng cuối cùng nó lại không có gì. Cảm giác hụt hẫng. Cứ phải tìm hết mọi chỗ các bạn. Cho nó ố. Phải phải. Nhầm. Gạch gạch thôi cứ cầm đi, có còn hơn không các bạn. Thò ngáo rất đập cho bể đầu. Không, thật ra mình cầm viên gạch để mình ném vào mấy cái bẫy của con. Chắc là đường này thôi. Đúng. Đây rồi đây. Ok. Bam 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 bam. Sao lại nó yên bình đến bất ngờ thế này nhỉ? Đi mẹ em. Đây rồi, đôi giày. Rồi, có ai bên này không?
tự nhiên tuột ra đây. Chỗ này ấy. À, cái gì đây? Ờ, nóng. Không nên đọc truyện vào những lúc như thế này, lạnh cóng các thứ. Bình thường luôn có những cái chỗ như thế này. Nếu nó block thì đi đâu? À, đúng rồi, cái chỗ đấy là cái chỗ mà khá mày y chắn được ai con vịt. Ủa? Không nhỉ? À, nhìn lên được đây không? Không nhìn được. Tưởng kiểu lên đây có cái gì bí mật, kiểu súng máy M4 hay M16 gì đấy, súng trường Whisper hạng là. Đợi đấy, con đến đây. Ấy. Sao cái âm nhạc như kiểu mình chuẩn bị với nhau về cái bọn nào ở đây. Ý, mình biết ngay mà. Sao nó thấy được? Chết tiệt. Surround, tao đầy chỗ nấp. Từ từ, bình tĩnh để chị ăn máu cái đã. Hí. Mày sao con bị kia? Ui, hết đạn rồi. No. Sao thằng này mày đậu. Sao đứng ngay cạnh mình không biết nhỉ? Này thì đợi tí để chuyện thay đạn xong đã. Bắn gà này. Bọn khốn nạn làm sao không đánh được đứa trẻ con. Mấy thằng to đầu không ăn được đứa trẻ con. Không, thật ra đứa trẻ con được chỉ dẫn bởi một cao thủ. Lâu rồi. Ô, cái nhà này không đi vào được à? Nó chắc là chỉ có một đường thôi. Cứ cầm hunting rifle cho chắc. Cái này bắn một phát chết luôn. Kể cả clicker cũng chết nói. Nhưng mà trong chết nhưng mà tại sao ông Joe ông bắn một phát chết rifle? Tại sao có clicker mấy lần mới chết? Mà sao bé này piu một phát rồi tạch. Kéo kéo chậm hơn Joe nhưng mà cũng được. Ai chả biết. Ô, cái gì mắc. Ôi giời ơi, có ngay. Mèo.
không có gì. Rồi, giữ lại cồn. Rồi, cứ đầy máu chắc chắc cú. Như quả vừa rồi tí chết. Tạo thêm cước máu. Chắc cú chứ vào những cái khu nhà như thế này. Mở được, từ, mở được thì phải kiếm. Ê. Đùa, không có gì, trêu à? Hello, à đây, kiểu gì con, cái gì đấy. Ơ, hết rồi, nó trèo xuống đi. Ê, không thích đi cửa đấy làm gì nhau. Thank you. Rồi, không còn gì. Ôi. Bắn cái gì? Mày này. Còn thằng nào? À nhỉ, một thằng đấy á. Chưa à? Mình lúc mình ở ngoài nó không xuất hiện, lúc mình đi vào đây nó mới bắt đầu xuất hiện ở ngoài. Chưa những số để đầu súng. Ui. Ô, quên mất mình là con Ellie chứ mình không phải là Joe. Ôi, từ bạn ơi, mình mày trời, nghĩ tưởng gì mấy con vịt này, mấy chị có súng gì sự thoát ra, từ đến chỗ thoát ra không được chủ quan. Chú. Ây da, ông tưởng nó đá cửa phát bay ra như kiểu anh hùng. Ai ngờ được nó đẩy đẩy. Ra đâu. No, Ellie. Đấy là cưỡng hôn. Điền này nó già như con sâu rực rỡ cái kia. Nhưng mà nếu mà bị bắt này kiểu gì cũng bị lấy hết đồ. Sướng lắm. You should eat. I know you're hungry. Been out for quite some time. What is it? It's deer. Is some human helping on the side? No. No, I promise. It's just the deer meat. Shut up. You're a fucking animal. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice. Is that it? You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own. By any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Hmm. Please tell me your name.
You're so full of shit. On the contrary, I've been quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm going to be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Vậy? Chưa 18 thôi nha, đi tù bây giờ con ạ. Mày này. Ow. Stupid little girl. You are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl who broke your fucking finger. Ha. How did you put it? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Joe, where are you? Ui, vừa nói xong. Ai, vừa nói ông Joe xong. Đây rồi, ông Joe nghe thấy tiếng mình rồi. Hay lắm. Dâu cần gì súng tay không, cần cả bản đồ, à nhầm, cần gì đấy. Đây rồi, dâu tỉnh rồi, dâu tỉnh rồi. Dâu lúc nào cũng có súng. Đạn everywhere. Trời ơi, immunity đạn. Cứ thay hết đi. Bố đi đến cứu con đây, con gái. Nên ui 18 viên đạn nhìn thích nha. Ui shit. Sao cái này phải giữ được 6 viên. Bố đến đây.